Hiện nay tỉnh Kiên Giang còn hơn 16.000 hectare lúa thu đông đang từ giai đoạn đẻ nhánh đến thu hoạch. Lúa hè thu đã xuống giống được hơn 10.000 hectare, lúa mùa gieo cấy được hơn 65.000 hectare. Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích lúa nhiễm sâu bệnh trong tuần qua tăng gần 550 hectare, nâng tổng số diện tích lúa nhiễm sâu bệnh lên hơn 1.200 hectare. Trong đó, diện tích nhiễm trên lúa thu đông là 365 hectare, đông xuân là 160 hectare và mùa là 700 hectare. Các đối tượng dịch hại có diện tích nhiễm tăng. Bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm trên lúa mùa là 700 hectare, tăng 480 hectare so với tuần trước, tỷ lệ 5-10%, cấp bệnh 1-3. Bệnh cháy bìa lá diện tích nhiễm trên lúa thu đông là 228 hectare, tăng 76 hectare so với tuần trước, tỷ lệ 10-20, cấp bệnh 1-3. Ốc bươu vàng diện tích nhiễm trên lúa đông xuân là 160 hectare, tăng 60 hectare so với tuần trước, tỷ lệ 5-10%, tuổi từ 1-5, xuất hiện ở huyện U Minh Thượng. Ngoài ra, các đối tượng gây hại như bệnh lem lép hạt, trầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá, đạo ôn cổ bông, mũi hành, bù lạch xuất hiện và gây hại ở mức rải rác đến nhẹ, không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Căn cứ vào diễn biến thời tiết, giai đoạn sinh trưởng và tình hình phát sinh phát triển các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo trong thời gian bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh cháy bìa lá lem lép hạt có chiều hướng tăng. Hiện nay bà con đang tập trung làm đất xuống giống lúa đông xuân. Vấn đề mà bà con quan tâm như bọ trĩ, ốc bươu vàng và rầy nâu. Và kính thưa bà con, thì sản phẩm đuôi xe cũng rất là quen thuộc đối với tất cả bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì trong vụ hè thu 2022 này, công ty Syngenta cho ra đời dạng đuôi xe gói. Đây là gói 8ml và có tên là đuôi xe 350FS. Và đối với sản phẩm đuôi xe này thì nó có cái hoạt chất phòng trừ con bọ trĩ, rầy nâu ngay giai đoạn đầu. Do đó thì khi mà bà con mình xử lý hạt giống với đuôi xe thì sẽ giúp cho cây mạ khỏe, chống chịu được với các điều kiện bất lợi như là phèn nè, mặn nè hay là ngộ độc hữu cơ. Đồng thời thì với cái hoạt chất quản lý các côn trùng chích hút thì đuôi xe có khả năng giúp cho cây mạ mình chống chịu được với cái con rầy nâu, con bọ trĩ ngay giai đoạn đầu khoảng tầm 2 tuần sau khi xạ. Thì như anh Phụng có chia sẻ với bà con là đối với con bọ trĩ trong những vụ này rất là khó phòng trừ. Nên là bà con mình phải quản lý càng sớm thì càng tốt. Thì cái việc xử lý hạt giống bằng đuôi xe đó là một cái giải pháp tối ưu. Và đối với cái đuôi xe thì nó còn giúp cho cái cây lúa, của cây mạ của mình bà con á, nó ra rễ rất là khỏe. Và đồng thời thì nó sẽ đẻ nhánh sớm. Như vậy thì những cái nhánh này nó sẽ là những cái chồi hữu hiệu sau này. Khi mà xử lý hạt giống bằng đuôi xe thì bà con có thể tiết kiệm được lượng phân nè, tiết kiệm được lượng giống nè, cũng như là công phun xịt khi mà bọ trĩ hoặc là rầy nâu xuất hiện. Đó là cái tác dụng của đuôi xe. Thì khi bà con mình xử lý đuôi xe 350FS này, nó rất là dễ sử dụng. Có hai cách để bà con có thể sử dụng sản phẩm này. Cách thứ nhất á, thì bà con làm theo kiểu truyền thống, tức là bà con mình ngâm ủ giống. Sau khi mình ngâm ủ giống rồi, mình xả chua, rồi mình ủ lại khi mà hạt giống mình nó nứt nanh. Giống như cách anh Trí và anh Phụng đang làm hiện nay, là khi ngâm cho nứt nanh rồi thì bà con mình pha cái đuôi xe này. Thì với cái liều lượng là một gói 8ml, bà con mình sẽ pha chung với 1,5 cho đến 2 lít nước, với lại là bà con mình xử lý cho 20kg giống. Và cái cách thứ hai là đơn giản hơn, tiện lợi hơn cho những bà con mình diện tích lớn. Đó chính là bà con có thể là sử dụng phương pháp ngâm. Tức là bà con mình bông thành những cái dèo hoặc những bất cứ cái vật dụng nào mà bà con chứa lúa. Mình cho hạt giống vào, rồi mình cho nước vào xăm xắp, mình vớt hết lép lửng đi. Sau đó bà con mình rút nước ra, mình để xăm xắp thôi. Và mình cho đuôi xe vào ngâm trực tiếp với hạt lúa giống luôn. Thì vẫn với cái liều lượng là 8ml cho 20kg giống. Đó là cái liều tối ưu nhất của đuôi xe 350FS hiện nay. Và sau khi mà bà con mình ngâm xong 24-36 tiếng thì bà con mình vẫn vớt ra, xả chua cho kỹ, rồi mình ủ lại khi mà hạt giống có thể nứt nanh, có thể gieo xạ được thì bà con tiến hành gieo xạ thôi. Thì lưu ý là bà con mình nhớ xả chua cho kỹ. Cái hoạt chất thuốc nó đã thấm vào trong hạt lúa rồi. Cái chất màu đỏ mà bà con mình xả ra nó chỉ là chất tỉ thủy màu thôi. Và đối với phương pháp ngâm và phương pháp trộn, cả hai phương pháp này thì hiệu quả đều mang lại như nhau.